Trời ơi coi kìa. Mình vô đây mình nói thiệt luôn là mình không dám, mình không dám nhúc nhích mạnh và thở mạnh luôn. Cái cảm giác mình ớn mà. Trời ơi bên đây một con nữa nè. Trời ơi thiếu ghê á. Bên đây một con nữa nè. Mến chào cô bác anh chị em, thì hành trình lang thang của mình ở tại xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, tình cờ mình phát hiện ra một cái ngôi nhà cổ mà bỏ hoang rồi, rất là lâu năm. Thì hiện tại mình thấy ở trên đó có một cái tấm bảng của cái căn nhà này là năm 1945, có tên là tên người dân tộc, do đó là mình cũng khó đọc quá. Mình chỉ biết là cái năm cái căn nhà này là 1945 43 năm 1943. Thì căn nhà này bỏ hoang. Gạch dưới đồ chứ mấy cái ngói đã mục hết trơn rồi. Ở trên đó có một cái gác lửng nữa kìa. Để mình bước vào bên trong mình xem bên trong có những cái gì. Còn cái đây là cái khung cảnh xung quanh ở bên ngoài của cái căn nhà bỏ hoang này. Có những cái lu. Nhà rất là nhiều cửa luôn. Thường thường mấy cái nhà theo kiểu này là cái thời của Pháp thuộc ngày xưa. Qua đây, do đó là có một số nhà giàu, nhà đại gia, nhà phong kiến ngày xưa người ta sẽ cắt nhà theo lối kiến trúc của những của Pháp. Trời ơi, cái phần ngói với phần cây trên đó mục hết trơn à. Ghê không? Không biết có lối vô không luôn. Mình thấy cái cửa trước đã bít rồi. Rất là nhiều cửa sổ luôn. Cái vách này bên đây không là mình thấy là 6 cái cửa sổ rồi. Ở đây có một cái cây sồi rất là lớn. Và có những cái lu. Cửa sổ một hết trơn à. Dây cũng leo chằng chịt. Ở phía sau này, cái phần ngói ở phía sau này đã mục nát rồi. Còn bên đây mình thấy có cái căn nhà này cũng lâu năm rồi nè. Mà hình như còn người ở hay gì. Đây là mấy cái phần cái miếng ngói nè. Ngói hồi xưa nè. Cái căn nhà này mình thấy để tấm bảng là 1943. Vì hiện tại tới giờ là 43, 53 với 70 mấy năm rồi. Trời ơi, chắc tượng đang quá trình một cái trơn à. Thấy ghê quá. Giờ mình đi trong bên vào bên trong ngôi nhà, không biết cái cảnh như thế nào đây. Nhưng bên ngoài mình thấy cũng u tối. Trời ơi, máy một cái trơn thôi kìa. Đây có một cây sài đã chết. Cái máy ngói ở trên kia một cái chơi rớt hết trơn rồi. Gió mình mạnh dám rớt xuống luôn à. Đây, ở đây có một cái lối đi vô. Đây là những cái miếng gạch tàu. Gạch tàu ngày xưa rất là dày luôn. Căn nhà này 70 mấy năm rồi. 78, 79 năm rồi. Sao mình lại thấy đây có một cái cửa giặt tre thôi. Trời ơi ngổn ngang hết trơn rồi. Cái cửa này nó nhỏ quá. Ê dạ. Trời ơi, đi nhẹ nhẹ. Coi kìa. Cái này mà cái con gì bự. Cái này mà mình đi mà mình không cẩn thận là va chạm là rớt trên đầu luôn á. Quá trời luôn rồi. Cây ở trên một rớt xuống rồi nè. Đây cây cầu thang ngày xưa sử dụng bằng cây cầu thang bằng cây.
Vô bên trong này cảm thấy nó lạnh lạnh nè. Cây đóng ghê quá. Bên trong này mình không có thấy còn cái gì nữa, ngoài ra là toàn là những cái cây mục và những cái mái ngói với cây mục rớt xuống. Và cái đổ nó nằm lên lớp lớp như thế này. Trời ơi coi kìa. Mình vô đây mình nói thiệt luôn là mình không dám, mình không dám nhúc nhích mạnh và thở mạnh luôn. Cái cảm giác mình ớn ớn, mình sợ những cái cây ở trên đó và cái ngói trên đó. Có một cơn gió mạnh là mình đứng dưới đây là mệt liền đó. Đang nghiêng ngã hết trơn à. Ở trên đây có cái gác à, để một chút xíu mình coi coi có một cái đường cầu thang, cái lầu lên chảnh không. Và ở đây mình thấy cái gì, con gì. Cái tiếng gì ta. Trời ơi. Cái con này con gì chết mà xương không nè. Bị cây đè. Đây nè. Xương gà hay là hay xương con gì nữa nè. Ôi con gì chết mà bị cây đè nằm dưới đây. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành qua đây để mình kiếm coi có đường nào lên lầu hay không. Đi không dám nhúc nhích mạnh luôn. Trời ơi. Một con bồ câu hay là cái loại chim gì mà ở trên đây mới bay ra quá trời bự luôn. Nãy giờ bay con thứ hai rồi. Mỗi lần mà nghe nhúc nhích ở trên đây là mình ớn à. Cây với đá mà sắp lớp như thế này. Mình đi mình cũng cảm giác là mình ngán ngán cái chân. Và đinh coi nè. Đinh đâm chỗ lên những cái cây này. Ở bên đây có một cái căn phòng. Trời ơi. Đây đây. Căn phòng cây à, đã mục rớt xuống hết trơn rồi. Và những cái bồ lúa nè. Những cái loại, cái này là cái bồ lúa ngày xưa người ta đã chứa lúa trong đây nè, vẫn còn nguyên cái tích còn lại nè. Mây bồ, mấy cái này ta gọi là mây bồ à, có khoảng 40-50 năm trở về trước người ta hay sử dụng cái này để che lúa, đựng lúa. Hiện tại thì còn một cái lầu trên đó nữa, để mình đi dài dài vô đây. Nè, mình đứng gì nè, sụp sợi hết trơn à. Trời ơi. Cái con gì bự dữ hả? Ôi, nó chết nó nằm dưới đây nè. Ôi, con chim gì mà bự nữa nè. Ôi, con chim gì mà cái đầu nó bự dữ hả? Cái đầu của con chim không mà nó bự khổng lồ quá nè. Mình không biết đây là con chim gì mà thấy mới vừa chết à. Phân hủy rồi. Cái đầu quá lớn luôn.
Trời ơi, bên đây một con nữa nè. Trời ơi, thấy mà ghê quá. Bên đây một con nữa nè. Những con chim gì ghê thiệt. Hồi nãy giờ mình thấy cái con này như con thứ ba rồi. Còn đây là những cái miếng ngói nè, từ trên cao rớt xuống đây. Cảm giác mà đi một mình lên vô trong đây, những cái miếng gạch ngói và những cái đống cây mà mục với kết hợp những cái con này nữa. Chết, nãy giờ thấy mấy con rồi. Ớn thiệt. Ngày xưa thì những cái khung cửa thời Pháp người ta làm bằng những cái cây sắt như thế này nè. Dây leo những cái cửa sổ. Trời ơi, đây nữa nè. Quá trời những cái con chim này mà không biết là con chim gì thôi mà bị chết chân chỗ này nữa. Trời ơi, đây nữa nè. Mấy con chim này là chim bự bự không, mình thấy cái đầu quá trời bự luôn rồi nè. Còn cái lầu trên đó sao mình không thấy cái cầu thang đi lên. Ở trên đó rồi kìa. Một quá trời một luôn. Đó 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 đó, con chim gì kìa. Đó, nó chui vô đó rồi. Cái cửa này đã phá đóng rồi, cứ ngắt rồi. Ở trên đó, cái lầu lên đó mình không có vô được rồi. Cái cửa này bị đóng rồi. Còn ngoài trước là cái gác ngoài đó. Mình không biết là loại chim gì, nhưng mà mình thấy mình nãy giờ bay ra mấy con và có một con mới vừa bay vô đáp vô đó, chui vô đó là mổ trong đó rồi. Cái ngôi nhà này cũng gần với một cái ngôi chùa, cách ngôi chùa đâu khoảng cũng cả 100 mét. Bởi vì giờ này mình cũng nghe được cái tiếng kinh của chùa của người dân tộc Khmer. Cây ngổn ngang hết. Mình vừa đi mà cũng vừa nhìn ở dưới cái chân. Những cái cây này có những cây đinh rất là nhiều. Và mình tránh gặp những cái ông dài. Những cái cây đây, mình nghĩ đây là chắc là cây cầu thang mà để bắt lên cái gác ngoài trước nè. Nhưng mà một bỏ đây. Và những cái đống đá và đống cây như thế này thì đương nhiên sẽ xuất hiện những cái ông đó sẽ sinh sống ở trong đây. Và mình thấy trong đó có cái bậc cầu thang và trong đó có cái hốc. Nhưng mà mình thấy lông chim ở trong đó cũng nhiều nữa kìa. Nằm trong đó kẹt đó kìa. Ở đây mình thấy có những bãi phân. Phân này không biết phải phân gà hay là phân những con chim đó. Nhưng mình thấy cái bãi phân xung quanh cái khu vực này rất là nhiều. Rất tiếc là cây cầu thang không có. Phải có cây cầu thang mình bước lên chảnh để mình xem. Mình xem coi cái ổ trên đó là ổ chim gì. Mới thấy một con chim bự bay, nó cũng ở trên đó.
ở đây có con ốc gì mình không biết mà sao con ốc này nó quá trời bự rồi nè. Ui đây nè, con ốc bự đang còn sống luôn nè. Rồi có một cây nấm luôn. Đó, nó con chim gì bay về á, chá mặt trời quá không thấy, nó mới bay về đó kìa. Thường thì ngộ lắm, cái cảm giác mà mình đi khám phá, mình quay căn nhà quan quý bà con cô bác, mình đứng ở bên ngoài á thì cái con người nó vẫn nóng nực cái đầu bình thường à, nhưng mà khi mà mình bước vào cái bên trong á thì cái cảm giác lúc nào nó cũng có một cái gì đó nó lạnh lạnh hoặc là nó gợn cả người. Ngày xưa thì dùng cái cửa bằng sắt để chắn. Mình thấy là có một cái cửa bên hông này và ở bên đó có một cái cửa trước, như là cái nhà này có hai cái cửa để bước ra vô. Giờ mình đi ra cái. Cái máy ngói một cái trần bước vô trỏng, cảm giác mình ớn lạnh ghê luôn. Sợ mấy cái máy, cái ngói trên mà nhúc nhích gió mạnh hoặc mấy con chim nó động mạnh là sẽ rớt trên đầu luôn. Và ở đây nè, ở đây mình thấy có một cái căn nhà ngói ngày xưa nữa nè, bằng ngói. Mình ngờ cái nhà này người ta cũng bỏ, ta không có ở hay gì à. Nhà ngói. Ngói. Bỏ cũng chằng chịt hết trơn. Rồi thôi, Cao Hớn mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi ạ.